Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mọi người đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhé. Than Uyên thì mấy ngày hôm nay là mưa liên tục mọi người ạ. 4-5 ngày hôm nay rồi báo mưa. Nên là thời tiết là cứ mưa lây dai từ sáng đến tối như thế này. Đây, mọi người có thể thấy là trời mưa thì đó, bầu trời rất là âm u nhé mọi người nhé. Nó mưa 4-5 ngày hôm nay rồi thì đến ngày hôm nay thì là trời là không mưa to nhưng mà cứ lất phớt như thế này mọi người ạ. Cái này là mưa là nó ngấm nước, nó ngấm đất thì rất là nguy hiểm luôn. Đó, mọi người có thể thấy là ở các bản trên kia kìa. Các bản mà sống ở chân núi. Ở mây hơi nước nó bốc lên ý, thì bao phủ rồi mọi người ạ. Đây, nhà này thì vừa thu hoạch ngô xong giờ đã trồng rồi. Nhà mình thì chưa trồng mọi người ạ. Trời mưa nên là đó, vườn mình thì cỏ rất là nhiều. Thì mình cũng vừa xử lý cỏ thôi. Nên là chưa trồng cây, chưa chưa trồng được ngay. Đó. Khung cảnh xung quanh đây mọi người ạ. Mưa suốt ngày. Này thì cây chuối rất là nhiều. Đấy, cây chuối lên rất là tốt mọi người nhé. Bây giờ là gần 6 giờ chiều rồi. Tầm này mà trời mà nắng thì bầu trời rất là trong xanh đẹp luôn nhé mọi người nhé. Nếu mà tầm giờ này. Còn như bây giờ thì đang mưa như thế này thì trời rất là u ám luôn. Nay thì quay cho toàn thể mọi người cùng xem. Ở quanh quanh đây. Ở đây thì đường làng ngõ xóm thì rất là sạch sẽ mọi người ạ. Đường bê tông hết rồi. Nên là trời mưa thì đi lại cũng vẫn rất là thuận tiện thôi. Mình đang quay xung quanh nhà mình đây. Đây mọi người. Yến Nhi. Làm gì đây? Tìm cái gì đây? Con bắt cái gì đây? Đấy, bọn trẻ con đang bắt cua bắt cá đây mọi người ạ. Con không đội cái gì vào đi, cái đầu ấy. Ướt hết đầu rồi. Làm này á? À? Làm gì che được đâu? Đâu che được. Bà anh Tùng lấy ô lấy nón cho. Đấy, bọn trẻ con đang bắt cua mọi người. Được không? Ôi giời, nhiều con cua thế nhở? Mọi người nhìn cái tường mọc rêu nhất là đẹp, rất là đẹp nhá. Đây, mình quay lia cho mọi người xem này. Đó. Tường này mọc hết rêu rồi.
Đây, ở đây có cây ớt rất là ngon. Ớt này quả rất là thơm nhé mọi người nhé. Ăn rất là thơm và cay. Đó, đây là cây hồng xiêm xoài nhé mọi người nhé. Khung cảnh đường làng. Đường làng ngõ xóm này. Đây là cây artiso. Đó, cây artiso. Trời mưa kiểu này thì rất là khó tạnh luôn mọi người ạ. Bây giờ là cứ báo mưa liên tục, lại kéo dài mấy hôm nữa đây. Ở đây thì bà con là trồng rau. Đó, không không trồng lúa mọi người ạ. Ở đất ở gần nhà đây thì trồng rau thì hiệu quả kinh tế nó hơn là trồng lúa nha mọi người nhé. Nói chung là ngày nào cũng được thu hoạch và mang ra chợ bán. Thì ngày nào cũng có tiền luôn mọi người ạ. Còn việc trồng lúa thì một năm được 2 vụ. Thì làm sẽ vất vả hơn là trồng rau này. Đấy, trồng rau này thì cứ đến ngày thì chỉ thu hái đi bán thôi. Đó, nhưng mà mùa này thì đang mùa mưa này, không phải là cái mùa mà mình trồng rau cải hay rau mùi gì đâu. Cơ bản là bà con là tranh thủ trồng trái vụ thôi. Còn mùa này thì chủ yếu là trồng rau muống. Rau muống là chủ yếu mọi người ạ. Chứ không phải là mùa nào mình cũng trồng được rau này rau kia. Đó. Ở đây cây ổi này. Cây ổi này thì ổi găng nhá mọi người nhá. Cây ổi găng. Nói chung mùa mưa này thì ăn nó không không ngọt lắm. Với lại là nó hay thối quả, là nó sẽ có giòi ấy mọi người ạ. Khung cảnh xung quanh xóm nhà mình đây. Giờ này thì cũng đang rất là bình yên. Yên bình luôn phong cảnh. Đây trước mắt mình là nhà văn hóa nha mọi người nhé. Đây ở đây thì có đèn điện thắp sáng này. Nói chung là mưa như thế này thì nó tích điện là nó hơi kém. Đó. Bóng này thì 300W nên là thắp là từ 7 giờ tối là bắt đầu thắp đến sáng luôn mọi người ạ. Để chế độ auto là nó tự sáng, tự ngắt. Đây nhà văn hóa bản. Nhà thì vừa mới làm xong mọi người ạ. Đấy, nhà văn hóa bản Cang Mường của xã Mường Cang nha mọi người nhé. Cái nhà văn hóa này thì ở trong rất là đẹp luôn. Đây, mời mọi người tham quan. Ở đây có hàng rào sắt này, có cổng này, đấy, sân, nhà vệ sinh, sân, cầu thang rất là đẹp. Đó, ở đây thì đây mọi người ạ. Sân này thì được bắn tôn hết. Rộng rãi thoải mái luôn mọi người nhé. Đường làng thì sạch sẽ. Đây, cổng nhà bố mẹ mình thì có cái cây khế và cây vú sữa nha mọi người nhé. Cổng, đây là cổng vào.
Đấy, đường làng thì bê tông hóa hết rồi. Nói chung là nếu mà mở rộng ra được một tí nữa là đường sẽ rất là đẹp. Rộng rãi thoải mái thì ô tô đi lại nó mới thuận lợi được mọi người ạ. Đây, cây mùng tơi này thì bà con trồng để nó leo lên bờ rào để lấy hạt. Đó, mọi người có thể thấy là khung cảnh ở đây này, khá là yên tĩnh nhá. Rồi ok mọi người, video mình sẽ dừng ở đây thôi. Thầy thủ quay cho toàn thể mọi người cùng xem một chút thôi. Xin chào mọi người nha.